Lam y nữ hiệp. Hồi 1. Trấn Giang Thành, tham hoa quỷ lộng quyền trêu cợt gái. Dương Tử Giang, Đàm Đề Đốc mừng quốc khánh duyệt binh. Kể từ đời Chu Nguyên Chương đánh đuổi giặc Nguyên Mông Cổ, thâu phục lại Sơn Hà Hán tộc, lập quốc lấy hiệu Minh Thái Tổ, thì năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng giêng là ngày Thái Tổ thể quốc, toàn thể Trung Hoa từ thành thị tới thôn quê, ở đâu cũng đại hội hoa đăng mừng ngày quốc khánh. Toàn dân nhà nào cũng yến tiệc ca múa xanh sang, treo đèn kết, cờ xí tung bay muôn hồng ngàn tía trước gió xuân tươi. Thêm vào đó, mỗi người còn đang ngây ngất về Tết Nguyên Đán. Các tiết liên gia nhân thế được kéo dài, tưng bừng náo nhiệt vô cùng. Tài tử giai nhân dập dìu, ngựa xe như nước, làn sóng người cuồn cuộn trên các ngả đường hướng về những nơi có chùa chiền miếu mạo để dâng hương rằm tháng giêng. Trước là cầu phúc, sau là giữ các cuộc vui chơi buổi xuân về. Từ mọi nơi xa gần, những tay giang hồ tài tử mãi võ cũng nhân dịp này mà kéo về các thị trấn, phô diễn tài nghệ kiếm tiền thưởng đầu năm của khách nhàn du. Thực khách đông nghẹt tử quán, trà đình tiếng cầm ca vang vọng trốn ca lâu. Thị trấn Trấn Giang, thủ phủ của đất Giang Tô, trên bến dưới thuyền, dân cư đông đảo, tấp nập phồn thịnh, nhà nào cũng trăng đèn kết hoa, màu sắc lung linh. Từ ngọn giang đầu sơn nhìn xuống, toàn thể Trấn Giang như là một thành hoa muôn sắc, nhất là dinh quan thủy sư đề đốc và quan tổng trấn. Ngoài đèn kết hoa treo thì còn có muôn ngàn cờ xí tung bay trước gió. Trên hai vọng lầu cao ngất, phấp phới hai lá cờ cực lớn. Cờ của bên thủy sư đề đốc màu xanh, chữ đỏ, đề ba đại tự Bình Thiên Hạ. Còn cờ bên tổng trấn màu đỏ chữ kim tuyến lóng lánh, Đại Minh Vạn Tuế. Thủy sư đề đốc Trấn Giang, họ Đàm tên Bá Phúc, là cháu đích tôn của Đàm Bá Thành, một vị công thần theo Minh Thái Tổ từ lúc mới bắt đầu khởi nghĩa, có công đại phá thủy quân Nguyên Triều. Sẵn có dòng máu trung nghĩa trong huyết quản, Đàm Bá Phúc là một tay lương đống triều Minh, lãnh trọng trách xuất mặt thủy tại Trấn Giang trên cửa sông Dương Tử, được quần thần kính nể, tính tình cương trực liêm khiết khoan dung nên binh tướng và toàn thể Trấn Giang rất trọng mến. Trái lại với Đàm Bá Phúc, quan tổng trấn họ Dương tên là Trường Hỷ thì cậy mình là cháu vợ Thái sư Trần Chí Hòa, thường hành động khiến dân chúng phải ca thán. Dương Trường Hỷ thấy Đàm Bá Phúc được mọi người kính mến thì có ý ghen tị, bởi vậy tuy là bạn đồng liêu nhưng hai người không có ưa gì nhau. Trừ những buổi gặp mặt công khai vì lẽ công vụ, họ không hề cùng nhau giao hảo với tư cách là bạn đồng triều. Thật ra thì tư cách của Dương Trường Hỷ không đến nỗi nào, nếu mà họ Dương không bênh đứa con quá lộng hành. Nguyên quan tổng trấn hiếm hoi, năm ấy đã trên 50 tuổi mà chỉ sinh được có hai đứa con. Một trai là Dương Tấn Đình, một gái là Dương Mỹ Vân, nên vợ chồng Dương Trường Hỷ quý báu nuông chiều vô hạn. Dương Tấn Đình được nuông chiều quá đỗi thành ra lêu lổng ngay từ bé, không chịu học hành, chỉ quen sống trong gấm lụa núi vàng đồi bạc xa hoa của hạng kim chí ngọc điệp, nên đã biết mê luyến chơi bời ra vào nơi ca kỹ từ lúc 5 tuổi. Hiếm con muốn có cháu sớm, vợ chồng tổng trấn cưới vợ cho Dương Tấn Đình từ năm y 18 tuổi. Nhưng Dương Tấn Đình chắc táng sớm nên cũng không có đẻ chi cả. Tới năm 23, Tấn Đình nạp thêm 2 tỷ thiếp nữa nhưng cũng vẫn không có con. Tuy đã có tới 3 bà vợ, Dương Tấn Đình mau chán, mặc vợ ở nhà phòng khuê lạnh lẽo, ngày đêm mải miết tri hoan, tụ tập một số thanh niên công tử đồng hạng và một bọn vệ tướng, tên nào cũng như hùm beo lang sói. Ra đường hãy thấy phụ nữ nào sắc đẹp vừa ý là trêu ghẹo, bắt đi gian dâm hãm hiếp cho kỳ được thì mới hả lòng. Cái trò quan lớn thế dư lực đủ, tiền vung như rác nên có lắm kẻ a dua xu nịnh. Dương Tấn Đình lại càng vênh vang tự đắc coi trời bằng vung, không biết kiêng nể ai hết. Hơn nữa Dương phu nhân thương con, việc gì cũng che đậy giấu giếm. Dương Trường Hỷ thấy con tụ tập bạn bè, vệ tướng đông, lúc nào ở nhà thì lại hoa côn múa đao quyền cước ra sức đua tài. Yên chí rằng Dương Tấn Đình ưa chuộng võ nghệ nên cũng mặc không có để ý tới. Chỉ khổ dân chúng bị quấy nhiễu, chịu muôn vàn cay đắng mà lại không dám hé miệng kêu vang nơi đâu. Gia đình nào có vợ, con bị Dương Tấn Đình giam hãm, biết điều chịu nhục im miệng thì không sao. Nhưng người nào khẳng khái và đơn khởi tố thì trước sau lá đơn cũng sẽ rơi vào tay Dương Tấn Đình. Vì lẽ các quan hạ thuộc đều đã được đại công tử mua chuộc. Thế là Tấn Đình phái bộ hạ đến tận nhà hỏi tội, đánh đập có khi tới vòng mạng hay mang tội lao tù cũng chưa biết chừng. Bởi vậy ở Trấn Giang, ai cũng gọi Dương Tấn Đình là tham hoa quỷ, nghĩa là thằng quỷ hiếu sắc. Hàng ngày, tụ tập với Dương Tấn Đình có mấy thanh niên trạc tuổi, như là Hoa Tử Năng, con của Hoa Tham Tướng. Diệp Phước Hoa và Huỳnh Việt Ấn là con của hai tay cường hào, tiền của như nước ở Trấn Giang. Còn một tên nữa ăn ở liền trong phủ tổng trấn với Dương Tấn Đình, nhất nhất đều do Tấn Đình và Hoa Tử Năng, Diệp Phước Hoa, Huỳnh Việt Ấn bao.
thân hình gầy ốm, mặt chuột mắt tí hí, tên là Tạ Kỳ Quang, chuyên môn đi nịnh hót. Hắn thường la cá chỗ nọ chỗ kia, hễ thấy có nơi nào có phụ nữ đẹp là về hót lại với đại công tử, làm quân sư bày mưu hiến kế gian đoạt. Ở trấn Sàng ai nấy đều ghét tên thầy dùi này, nên đặt tước hiệu cho y là Chư Diện Thử. Chính Chư Diện Thử đã tìm ra 4 vệ sĩ giới thiệu cho tham hoa quỷ Dương Tấn Đỉnh. Tên thứ nhất là Ngô Định, biệt hiệu là Trường Vĩ Thử, quen dùng cây côn bịt đồng. Tên thứ hai là Triệu Quang Tân, biệt hiệu là Thanh Mao Thử, thiện nghệ dùng cặp roi. Tên thứ ba là Mai Quý, biệt hiệu là Bạch Túc Thử, chuyên dùng đoản đao. Tên thứ tư là Phàn Thuận, biệt hiệu là Phong Hòa Thử, chuyên dùng cây đoản phủ. Cả 4 tên dương dương tự đắc, cậy thế đại công tử không có coi ai ra gì. Chúng học với Tạ Kỳ Quang thành 5 người rất đắc lực cho Dương Tấn Đình, nên người trong trấn Giang gọi chúng là Dương Gia Ngũ Thử. Bọn Dương Tấn Đình, Hoa Tử Năng và Diệp Phước Hoa còn trung tiền là một ngôi tửu lâu ở ngay mé sông trang nhã nhất trấn Giang, đặt tên là Xuân Phong Cán. Hàng ngày, chúng kéo nhau tới đó chè chén. Mỗi khi bắt được phụ nữ nào thì chúng đưa ngay xuống thuyền chở, ra mé sau Xuân Phong Quán đưa lên tầng lầu ở trên hành lạc. Từ khi Xuân Phong Quán được thành lập, Dương Tấn Đình ủy cho Tạ Kỳ Quang làm quản lý và ở liền đó. Tuy Xuân Phong Quán trang nhã lịch sự thật đấy, nhưng người trong Giang không có một ai tới đó ăn uống, sợ cháy thành vạ lây. Và lại họ cũng không có ưa gì họ Dương, cho nên tại đây khách hàng phần nhiều là những người từ xa đến. Trái lại với anh là Dương Tấn Đình, thì Dương Mỹ Vân năm ấy tuổi thùy mị đoan trang, nàng đẹp dịu dàng, dáng mặt tiểu thư khuê các, suốt ngày may vá thê thùa bên mẹ. Dương phu nhân tuy buồn với đứa con trai bất tử, nhưng thấy Dương Mỹ Vân ngoan ngoãn, hiền lành thì cũng đỡ phiền muộn được phần nào. Những lộng hành của Dương Tấn Đình, đề đốc Đàm Bá Phụ đều biết rõ, nên định bụng sẽ cho chúng một bài học hay nếu như chúng đụng tới nhân viên bên phủ thủy sư đề đốc. Nhưng theo lời khuyên của Tạ Kỳ Quang, không bao giờ Dương Tấn Đình động chạm với người bên phủ thủy sư cả, cho nên họ Đàm cũng không thể căn cứ vào lẽ gì mà trừng phạt Dương Tấn Đình. Theo niên lệ, sáng hôm Quốc Khánh có cuộc thao diễn thủy quân trên sông Dương Tử. Suốt mé sông, dọc thành trấn Giang, cờ xí cấm ngập trời, dân chúng kéo ra bờ sông coi cuộc biểu diễn rất đông. Quan thủy sư đề đốc, quan tổng trấn và các hàng tướng tá phụ cận đứng cả trên nhà thủy tạ có chiếc nhu kiều nối liền với soái thuyền. Các chiến thuyền nhiều như lá tre đậu thành hàng rất nghiêm chỉnh ở hữu ngạn sông Dương Tử. Thuyền sơn đen kịt. Quân lính từng đoàn màu cờ và màu quân phục khác nhau chia ra 4 phương 7 hướng theo bát quái. Trấn đoài có màu trắng, khả màu xanh, cấn màu đen, tốn màu đỏ, kiến màu tía, ly màu xanh dương, khôn màu vàng. 3 hồi trống, 3 hồi chiêng dứt. Đàm Bá Phục nai nịt giáp đồng màu đen, Dương Trường Hỷ mang triều phục màu đỏ xám, từ thủy tạ qua nhu kiều xuống chiếc soái thuyền to lớn, theo sau là các hàng tướng tá. Đàm Bá Phục uy nghi leo lên vọng lầu nhìn khắp cả một lượt, truyền lệnh cho viên tướng đứng bên. Lá cờ lệnh đuôi nhau màu trắng được kéo lên đứng dưới lá cờ soái đỏ thắm. Tức thì, đoàn chiến thuyền trấn đoài xạ quân áo quần trắng, cung tên đỏ theo hàng tám tiến lên đi đầu. Chừng nào đoàn xã quân tiến gần hết thì lá cờ xanh được kéo lên cột buồm thay thế cờ trắng. Theo màu lệnh, đoàn chiến thuyền chữ khảm cờ và quân phục xanh từ từ tiến nối đuôi đoàn trên, đó là đoàn xung phong, quân lính toàn dùng trường thương. Lần lượt đến các đoàn cấn tốn hai màu đen, đỏ, dã chiến, quân lính dùng mộc và đoàn đao. Đoàn càn thì màu tía, câu liêm sang, đoàn ly màu xanh dương, kinh quân đoàn kích. Sau cùng là đoàn khôn màu vàng, thuyền độc mộc. Tiềm thủy quân là thứ quân lành nghề lặn dưới nước để đục thuyền địch. Đoàn hải thuyền diễn ra trên sông Dương Tử cờ xí dập trời, gươm đao sáng quắc, uy nghiêm tề chỉnh. Một tiếng pháo nổ vang, chiếc soái thuyền đen kịt, to lớn bắt đầu chuyển lái, vô mái chèo nhịp nhàng khua nước, đưa chiếc thuyền khổng lồ đó theo các đoàn thuyền trước. Xa trông toàn thể đoàn hải thuyền như một con rết khổng lồ đang lướt trên mặt nước xanh mờ. Dân chúng hai bên bờ sông hoan hô vang dậy, pháo đốt rung chuyển cả khu thành trấn Giang. Xác pháo hồng rụng đầy trên mặt nước như những cánh bông hoa đào tỏa rơi trước gió. Hồi 2. Giờ thói trăng hoa, ngũ thử lầm trang nữ kiệt. Gia tài võ dũng, song hiệp phá lầu Xuân Phong. Dưới mấy gốc liễu, trà hương quán dựng sát cửa đông ngoại thành trên bờ sông Dương Tử. Đứng lẫn với mọi người trong quán, một trai vóc người tầm thước ngoài 30 tuổi, diện mạo phương phi tuấn tú, gọn gàng trong bộ võ phục màu huyền, tóc búi ngược, lưng đeo cây đao lớn, và một cô gái mặt trái xoan, nước da hồng mịn màng như trái đào, mắt phượng xích ngược, đôi môi thắm tự cánh hường. Nàng uy nghi gọn gàng trong bộ võ phục màu lam sậm, tấm khăn nhiễu đồng mộc quấn chặt lấy làn tóc mây đen lánh,
kết múi rủ bên tai, gài chiếc ngủ trắng như bông. Thiếu nữ ấy tuyệt đẹp, đẹp tuyệt trần. Bộ võ phục gọn gàng lam sậm càng thêm tôn nước da ửng hồng, khiến nàng đẹp chẳng khác chi tiên nữ mới hạ dáng trần gian. Nhưng cặp mắt phượng đen lánh xếch ngược long lanh như tỏa muôn ngàn hào quang kia đã biến sắc đẹp tầm thường khuê cát thành nét đẹp uy dũng anh thư. Nhất là thanh trường kiếm gài cháo lổ lộ trên tấm lưng ong thắt đáy. Hai dải lụa tía buộc trên đốc kiếm phớt phơ trước gió nhẹ bên sông. Biểu dương, vị gia nhân tuyệt sắc ấy ắt có một bản lĩnh phi thường. Hai người đó là nhân vật nào? Cứ nhìn kỹ trên đầu đai lưng bỏ muối của họ thì sẽ thấy chữ Chu thêu bằng kim tuyến trắng theo kiểu truyện. Vâng, đó là đôi giang hồ hiệp khách giành vàng đất Bắc thời bấy giờ, quán tại Sơn Đông, Bình Dương huyện, du hành xuống miền Nam, anh em Đơn Đao, Chu Đức Kiệt và Lam Y nữ hiệp Chu Tú Anh. Anh em Chu gia tới Trấn Giang vừa trúng kỳ lễ quốc khánh. Chu Tú Anh nhìn thấy mấy chiếc nhạn bay lơ lửng trên nền trời xanh lơ, khanh khách nói: Miền Nam khí hậu ấm áp, cây cỏ xanh tươi, trăm hoa đua nở, cảnh sắc lung linh đẹp thật. Chu Đức Kiệt nhìn em mỉm cười. Bởi cảnh sắc ấy nên bữa nay Hiền muội mới có lời nói như thơ. Chà, Hiền huynh dễu làm chi, thành Trấn Giang kia rồi, trên bến dưới thuyền sầm uất quá. Ta vào thành hay là trọ ngoài bến? Trọ ngoài bến tiện hơn, tìm quán thanh lệ vắng vẻ. Hai người buông lỏng cương ngựa đi suốt dọc mé sông. Thành ngoại, phố xá cũng tấp nập đông đúc, dưới bến thuyền đậu như lá tre, trên ngọn cột buồm cờ bay phấp phới muôn màu. Ra khỏi khu sầm uất, Chu Đức Kiệt lấy roi ngựa chỉ. Hiền muội có ưng ý tử quán ở phía xa kia không? Nơi có hàng liễu rủ ấy. Chu Tú Anh gật đầu. Hiền huynh khéo chọn lắm, quán ấy có phần ưu nhã. Ta tới đó xem sao. Hai người thẳng tới cổng quán buộc ngựa vào gốc liễu. Trên lá chiêu bài đuôi nheo màu thiên thanh, anh em Chu gia thấy ba chữ thêu, trà hương quán. Giữa sân có hai cây trà lớn, lá tùm xanh biếc làm nổi bật những chùm hoa đỏ ối. Tử Bảo từ trong quán chạy ra vái chào. Kính chào nhị vị khách quan, quán chúng tôi rộng rãi sạch sẽ lắm. Có phòng trọ không? Tàu ngựa có còn non không? Bẩm, phòng trọ trên lầu chắc sẽ được quý khách ưng ý. Còn tàu ngựa, bàn quán có thứ thanh mã thảo rất hợp với tuấn mã từ xa tới. Được lắm, cho ngựa vào, trông nom cẩn thận sẽ có thưởng. Tử Bảo vâng dạ dắt ngựa qua sân ra lối sau. Đức Kiệt, Tú Anh, Đùng Đỉnh bước vào sân, nhìn mấy cây trà rồi vào thẳng quán. Chủ quán đón tiếp ân cần. Trong quán có ba bàn đang có người dùng bữa chiều. Chú Đức Kiệt hỏi: Sửa soạn cho tôi hai căn phòng nhỏ thanh lịch liền nhau nhé. Dạ, có sẵn rồi, xin mời nhị vị lên lầu. Hai người theo chủ quán lên lầu và phòng đặt hành lý xuống bàn. Chủ quán nói: Nhị vị tới Trấn Giang vừa dịp hội hoa đăng, sớm mau có cuộc diễn hải quân lớn đấy. Chú Tú Anh vội hỏi: Diễn hải quân á, ai diễn? Chủ quán đáp: Thưa, đây là địa điểm lớn nên có quan thủy sư đề đốc đóng dinh. Cuộc diễn binh sẽ dưới quyền điều khiển của người. Sáng mai nhị vị chỉ cần ra sau phía bản quán là sẽ thấy các đoàn thuyền chiến qua khúc sông này, không cần phải chen chúc như ở bến trên kia. Bởi thế, quý vị thính giả mới thấy anh em Chu gia đứng dưới gốc liễu trên bờ sông Dương Tử cùng với mọi người trong trà hương quán sau cuộc diễn thủy quân như đã nói ở trên. Chu Tú Anh hỏi Đức Kiệt: Hiền huynh có nhớ tên lối diễn chiến thuyền vừa rồi quan đề đốc điều khiển không? Đức Kiệt gật đầu. Đó là thế trận bát quái thủy long trong binh thư của Hán Võ Hầu. Quả thật là oai dũng. Chủ quán tiến tới nói: Nhị vị khách quan ra nơi trung tâm bến chơi hay là vào thành cũng được. Nội thành hay ngoại thành thì đều vui cả. Hành lý và khí giới thì xin cứ để lại bản quán. Tôi bảo đảm không hề suy xuyển. Chúng tôi đã bốn đời đất này rồi. Hai người nhận thấy chủ quán thực thà nên nhìn nhau đồng ý. Trở về phòng trao đao kiếm và hành lý để gửi cho chủ quán. Rồi mỗi người mặc thêm chiếc áo dài đùng đình xuống lầu. Đức Kiệt, Tuấn Anh theo đường ra bến cửa Nam trà trộn vào đám đông người xem ngắm phố phường, la cà hết đường nọ sang phố kia, nhìn không chán mắt. Tới chính ngọ, thấy đói bụng, chú Đức Kiệt kêu: Ăn cơm tại đây khỏi phải về trà hương quán, mất thì giờ ra. Chú Tú Anh mỉm cười gật đầu: Ngô muội cũng nghĩ vậy. Hiền huynh tìm tiểu lầu nào đó ở bên, có lẽ phong cảnh đẹp mắt hơn trong phố. Hai người lại la cà lần ra bến sông, đi tới một nơi hoa viên cây lá xanh rờn mát mẻ. Nhìn lên thì thấy chiêu bài đề lớn Xuân Phòng Quán. Đức Kiệt hỏi: Vào đây nhé. Dạ, trang nhã lắm mà lại còn vắng người nữa, càng hay. Qua hoa viên,
hai người lên mấy bậc thềm và quán bày trí cực kỳ sang trọng. Mấy tên tử bảo vận chế phục đón khách vái chào. Phía trong cùng, một người trạc ngoại tam tuần đầu rơi tai chuột, mắt nhỏ xíu nhìn ngang lanh như chớp, ngồi sau chiếc quầy lớn. Tú Anh đưa mắt nhìn Đức Kiệt, nhưng Đức Kiệt đã tiến thẳng vào dãy hành lang phía trong, đi thẳng vào thủy đình dựng nhô hẳn ra trên mặt nước. Tú Anh đành theo sau. Thủy đình khá rộng rãi, xây hình lục lăng. Giữa thủy đình là hai bàn tiệc đã bày sẵn bát đĩa, toàn đồ giang tây lịch sự. Bấy giờ Đức Kiệt mới quay lại hỏi Tú Anh. Anh em ta ngồi đây xem cảnh Dương Tử Giang luôn thế. Nói đoạn kéo ghế ngồi, Tú Anh ngồi theo, nhưng hai tên tử bảo đã từ nhà trong chạy ra. Một tên tiến tới trước Đức Kiệt nói. Dạ, xin mời khách quan vào nhà trong. Ở bàn này đã dành riêng cho Dương Công Tử. Đức Kiệt hỏi. Thế còn bàn kia thì sao? Tử bảo đáp. Thưa, Dương Công Tử giữ cả rồi. Chú Đức Kiệt khó chịu. Thủy đình này rộng rãi, có thể bày thêm hai bàn nữa cũng còn thừa chỗ. Bày bàn khác ở đây cho ta, được không? Tử bảo đáp. Ây, cũng không được. Thủy đình này dành riêng cho Dương Công Tử, người lạ không được vô đây. Từ nãy vẫn ngồi im. Chú Tú Anh giận lắm, nhưng mặc cho anh xử trí. Đức Kiệt nổi giận đập bàn. Ủa, mày nói vô lý. Nếu dành cho công tử hay tiểu tử nhà nào thì phải dán giấy cấm nhập chứ. Để cho khách hàng vào tới đây rồi thì mới lên tiếng là ý nghĩa gì? Bộ tưởng ta không có tiền trả như công tử nào đó của nhà ngươi à? Biết điều thì đem rượu thịt ra đây, ta dùng. Trái lại chớ có trách ta không biết khoan dung. Tên tử bảo đương vào đầu bứt tai không biết phải làm thế nào thì người ngồi sau quầy ban nãy chạy vào hỏi. Có việc gì đấy? Tên tử bảo vội trình bày mọi sự. Người kia nhìn anh em Chu Sa hồi lâu rồi đưa mắt mắng tử bảo. Người không biết cái gì cả. Khách quan đã tới đây thì phải để cho người ta an tọa. Sao dám tự ý lôi thôi không hỏi ta? Biết điều thì cút ngay ra ngoài kia, kêu tên khác vào đây hầu. Nói đoạn, hắn bước tới vái chào chú Đức Kiệt nhăn nhở. Ấy, xin khách quan vui lòng tha thứ. Tên tử bảo này mới vô làm nên là không biết gì. Chăm sự hoàn toàn tại tôi không chu đáo. Khách quan lượng thứ cho. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn chú Tú Anh, nhưng nàng tảng lờ nhìn ra phía sông. Hắn nói thêm. Khách quan dùng thứ gì xin truyền ngay cho tôi cũng được. Tuy khó chịu, nhưng không lẽ trả lời thế nào khi mà người ta đã xin lỗi? Đức Kiệt bèn gọi lấy mấy đĩa thức ăn. Người kia biên xong, trao thực đơn cho tử bảo. Chào một lần nữa rồi mới lui ra. Chờ cho hắn đi khuất thì chú Đức Kiệt khẽ hỏi Tú Anh. Hiền muội hãy ngồi đây. Ngu huynh ra ngoài này một lát rồi trở vào ngay. Tú Anh gật đầu không nói gì. Đức Kiệt đứng lên ra phía ngoài lúc nãy, thấy người ngồi quầy đang thì thào nói nhỏ với một tên tử bảo. Tử bảo nghe xong đi thẳng ra ngoài cổng quán. Phòng ăn ngoài lác đác có 4-5 bàn khách đang ăn uống. Chu Kiệt giả đó đi lanh quanh nhìn đó nhìn đây rồi trở vào thủy đình. Chú Tú Anh mỉm cười khi thấy chú Đức Kiệt trở vào. Sân phong quán này trang nhã lắm, nhưng có tên ngồi quầy mại ti tiện gian dảo quá đỗi. Không khéo đây là một tử quán của vương tôn công tử nào lập ra để lấy chỗ trú chân phóng đãng ấy. Chú Đức Kiệt nhìn Tú Anh. Ngô huynh đồng ý, vừa rồi bắt gặp tên ngồi quầy nói nhỏ to với tên tử bảo rồi bảo hắn đi đâu đấy. Có lẽ đi gọi công tử của y chăng? Như vậy càng hay, để xem bọn vương tôn ấy có mấy tay mới gây gớm thế. Đức Kiệt cười. Chỉ tiếc trời và cảnh đẹp như thế này mà lại còn không được yên trí ăn uống thôi. Chà, nếu chúng biết điều thì càng hay, bằng không cho chúng một bài học rồi ra quán khác ngồi. Đâu có dễ dàng thế được, nơi đây là chân lớn, nếu bọn này cánh lớn, câu chuyện sẽ còn lai dai, có hậu quả, chứ không ổn ngay đâu. Nhưng thôi, tùy cơ ứng biến. Đói bụng rồi, ăn uống đã. Sở dĩ anh em Chu Gia dùng tiếng Sơn Đông nói chuyện là vì thấy mấy tên tử bảo bày bàn nhỏ ở gần bên lan can. Chúng không hiểu gì cả. Anh em chú Đức Kiệt ra ngồi ở bàn nhỏ vừa bày xong. Bọn tử bảo đem mọi thứ cần dùng tới, hầu hạ rất thành thạo và chu đáo. Lát sau, rượu và mấy món ăn được đem lên, khói thơm bốc nghi ngút như đâm vào mũi. Chú Đức Kiệt hỏi tử bảo. Rượu gì đây? Dạ, cúc hoa tử ạ. Đổi đi, lấy mai quế tử lên đây. Tử bảo vâng dạ, chạy đi đổi lấy hồ rượu khác. Chú Tú Anh lấy chiếc ly ở bàn bên rót đầy đưa cho tử bảo. Uống thử ta coi. Tử bảo lấy làm lạ, nhưng cũng nâng ly uống luôn một hơi cạn. Thưa quý khách, rượu này ngon nhất đất Trấn Giang đấy ạ. Chú Đức Kiệt ngắt lời. Được rồi, cần thêm thì ta sẽ gọi. Nói đoạn rót rượu, hai anh em mời nhau nhấm nhót uống. Nguyên tên ngồi quầy hàng chính là Chư Diện Thử Tạ Kỳ Quang. Lúc đầu chính hắn sai tên tử bảo và bảo bọn chú Đức Kiệt ra khỏi thủy đình
Vì thật ra, Dương Tấn Đình đã cho lệnh dành nơi đây trong mấy ngày lễ hội tới để bọn chúng uống rượu chơi. Tới lúc đó, Tạ Kỳ Quang liền chạy vào để ý thích Chu Tú Anh đẹp thì y bèn đổi ý. Vờ xin lỗi, rồi sau đó sai người đi báo cho bọn Dương Tấn Đình biết là mùi ngon vừa vào quán. Âu cũng là một sự không may cho chúng vì Tạ Kỳ Quang không nhận ra sắc khí anh hùng của anh em Chu gia. Tên Từ Bảo vừa qua cửa thành phía nam, vào phố Kỳ Du thì gặp ngay bọn tham hoa quỷ Dương Tấn Đình đi ngựa, theo sau là vệ sĩ giai nhân. Từ Bảo thưa lại mọi sự. Dương Tấn Đình mừng quá, bảo bọn Hoa Tử Năng, Diệp Phước Hoa, Huỳnh Viết Ấn. Thế này thì hay quá, mấy hôm nay đang buồn không biết làm gì cho qua thì giờ. Nào, đi lẹ lên, xem sắc diện giai nhân ra sao. Cả bọn cùng thúc ngựa nhấn bước, không mấy chốc thì đã tới Xuân Phòng Quán. Tạ Kỳ Quang ra tận cửa đón, vẻ mặt nịnh tân công. Dương Tấn Đình hỏi, giai nhân đâu? Lão Tạ này khéo quá, phải hậu thưởng mới được. Ta đang nóng mặt, gặp nàng đây. Tạ Kỳ Quang sung sướng gãi đầu gãi tai. Đó là cái hên của công tử, chứ tôi có tài cán gì. Nhưng mà đừng có vội vàng, còn có một gã khỏe mạnh đi cùng với nàng đấy. Hình như là hai anh em thì phải. Dương Tấn Đình cười tít. Là anh thì đoạt em, là chồng thì đoạt vợ chứ sao? Còn cái khỏe mạnh của nó có lo gì? Các vệ sĩ hùm beo của ta còn không dư sức khỏe à? Bọn vệ sĩ được ca tụng, thích chí, tên nào cũng hoa chân múa tay như muốn xô ngay vào moi gan kẻ nào đó dám cản đường công tử của chúng. Trường Vĩ Thử Ngô Định tiến ra trước, nói, một mình tôi cũng đủ để đập bể sọ 10 tên ấy. Công tử hà tất phải mất công, để tôi đi đoạt giai nhân đem ngay lên lầu cho người vui đùa. Nhưng mà ở đâu vậy Tạ huynh? Ấy khoan khoan. Tạ Kỳ Quang vội xua tay. Hai người ấy đang dùng bữa ngoài Thủy Đình, đừng có nóng này phải nghe tôi mới được. Ừ, thế lão ta định hành động thế nào? Tạ Kỳ Quang chậm rãi nói. Bây giờ, công tử và quý vị Hoa Diệp Huỳnh cứ thản nhiên vào Thủy Đình, giả đò như là khách quen của quán này. Trong khi nhậu nhẹt thì cứ việc ngắm nhìn cô ả cho thỏa thích, xem có vừa mắt không đã. Nếu vừa ý, công tử cứ việc tống tình, biết đâu cô ả chẳng tham giàu thấy công tử xa hoa sang trọng lại mê tít đấy chứ. Lúc đó ta cứ việc cho anh kia chút ít tiền để y đi nơi khác, người ngọc sẽ lọt vào tay công tử một cách êm đềm, đỡ tốn công dùng sức. Và lại đang ngày trọng lễ, chúng ta chẳng nên làm huyên náo khinh động làm gì, thì giờ còn nhiều mà. Dương Tấn Đình cả cười. À được rồi, lão Tạ chí lý lắm, dù thèm nhỏ dĩa thì cũng nên theo lời khôn khéo ấy. Hoa Diệp Huỳnh, Ba Nhân Huỳnh vào Thủy Đình với tôi, các vệ sĩ gia nhân nấp quanh đâu đấy, nếu cần thì sẽ ra tay. Có khách vào ăn gì không lão Tạ? Tạ Kỳ Quang đáp. À, dưới nhà có 5 thôi, trên lầu cũng có 6 bàn. Công tử cứ vào Thủy Đình đi, mọi sự sắp đặt ngoài này mặc tôi. Mọi người qua hoa viên vào trong nhà. Các khách ăn hàng trên bọn người y phục sang trọng thì đều chú ý nhìn. Họ toàn là người giàu có ở xa tới nên không biết bọn Dương Tấn Đình, người Trấn Giang không một ai lại dại dột vào Xuân Phong quán ăn nhậu. Dương Tấn Đình và ba người Đùng Đình và thằng Thủy Đình ngồi bên bàn lớn đã bày sẵn bên tả. Các Tử Bảo đầu cúi chào đạp xuống tận đất. Vừa an tọa đâu đấy thì theo mưu kế, Tạ Kỳ Quang, bọn tứ thử vệ sĩ cùng vào theo ngồi ở bàn bên hữu, khí giới dựng cả ngoài hành lang. Hai anh em Chu gia đang thong thả ăn thì thấy khách lạ vào, liếc nhìn thấy bốn người, diện mạo trai lơ bảnh bao, bốn người sau thì hung hăng côn đồ, biết ngay là bọn công tử Vương Tôn mất dạy, nhưng cũng thản nhiên ăn uống bình thường. Trái lại, Dương Hoa, Diệm Huỳnh, bốn người thấy vị nữ lưu ngồi đó quả là một tay tuyệt sắc giai nhân chưa từng được gặp bao giờ thì láo liên, trố mắt, miệng đờ người ra, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cho đỡ thèm. Nhất là Dương Tấn Đình nuốt nước miếng ừng ực, miệng há ra như cá ngáo. Ba tên Hoa Diệp Huỳnh biết điều hơn chút đỉnh vì xưa nay mỗi khi áp bức phụ nữ, chúng đều phải nhường họ Dương sới trước. Chừng nào đã rồi thì mới tới lượt chúng. Cái trò theo đám ăn tàn, bao giờ cũng bị lép vế vậy. Chúng đờ người ra tiếc, tiếc không biết bao giờ mới tới lượt mình. Hoa Tử Năng dỉ tay ba bạn. Tuyệt sắc, quả là không chối cãi được. Nhưng giai nhân gì mà chẳng xiêm áo như phụ nữ thường. Từ nãy chúng mải miết ngắm nhìn mặt Hoa Gia Phấn họ Chu, nên nghe Hoa Tử Năng thì mới nhận ra người đẹp đang mặc võ bào thiên thanh, quần bịt trong cặp ủng màu lam sậm mỏng, gót bắc kiểu. Huỳnh Viết Ấn nói, ồ, chắc cũng biết vài ba quyền rồi lập di mang võ phục khiến cho mọi người phải chú ý tới nàng đây. Diệp Phước Hoa nói, chắc là hai anh em khuôn mặt giống nhau lắm. Người anh cổ to vai lớn, quắc thước, có thạo nghề chân, vận ủng võ theo lối bắc. Dương Tấn Đình mê tít nói gạt, ui giời, bề ngoài đấy. Tứ thử vệ sĩ còn mạnh hơn nhiều, chỉ một quyền là đủ để bể sọ tên đó, nếu mà y không biết điều.
Tử Bảo bê rượu và các đồ nhắm lên bày la liệt cả hai bàn. Bọn Dương Tấn Đình nâng chén mời nhau. Tứ tử vệ sĩ cũng đứng cả lên nâng chén mời bốn người. Trường Vĩ Thử Ngô Định nói: "Chúng tôi xin mừng công tử và ba vị mọi sư mau mau như ý." Cả tám người cùng cười ầm lên, uống một hơi cạn ly. Chúng ăn cười nói nhiều câu xa xôi ngụ ý. Dương Tấn Đình bả lả: "Trời, hào tử thiên bôi, bất hữu mỹ nhân kế." Hoa Tử Năng nói: "Mỹ nhân có thiếu chi? Tử Bảo, đi gọi tỷ muội ở Ái Vân Lâu về đây ca hát nghe." Tử Bảo: "Dạ vâng." Dương Tấn Đình vội xua tay: "Khoan, ta không ưa cái bọn sòn phấn đấy, nhưng chỉ mong có một giai nhân tuyệt sắc dịu dàng." Nói đoạn, đưa mắt nhìn sang bàn họ Chu. Cả bọn bảy người vỗ tay hoan hô: "Hảo ý, hảo ý." Vừa lúc đó Tạ Kỳ Quang đi vào. Dương Tấn Đình kêu lớn: "À, lão Tạ vào đây uống rượu cho vui nào. Hoa xuân đẹp, rượu xuân nồng, chẳng uống thì cũng phí cả xuân thỉ. Ngồi đây mau." Tạ Kỳ Quang nhăn nhở bộ mặt chuột: "Hay, quý vị có điều chi vui thế, cho phép tôi cũng xin ngồi hầu tiếp." Họ Dương nói: "Anh em cả mà, ngồi xuống uống đi. Rượu ngon, nhắm tốt, chỉ thiếu một nỗi..." "Nỗi gì vậy Dương công tử?" Dương Tấn Đình thở dài: "Mỹ nhân." "Ôi, cao xa như công tử, thành trấn giang này ai mà không biết tiếng thèm muốn, lo chi cái vấn đề nhỏ nhen ấy cho bận tâm." Mọi người lại liếc nhìn sang bàn hai người, cười ầm ĩ. Từ nãy đến giờ, Chu Tú Anh đã liệu tính khó bể tránh, gây sự, nên kiên tâm cười thầm, ngồi nghe những câu đơn bạc. Trên bước đường sang hồ đây đó đã nhiều phe lắng nghe các lời đơn bạc này rồi, nhưng có thế mới phân biệt được kẻ hay người dở để trừ hại cho xã hội. Chu Đức Kiệt cũng hiểu vậy. Thoạt tiên chàng không mấy quan tâm, ăn uống như thường, chỉ tiếc nỗi trời trong gió mát, cảnh đẹp nhường này mà thời giờ thanh thản của anh em chàng thì bị bọn ô chọc quấy dậy. Nhưng dù sao, lòng nhân nhượng thì cũng có chừng mực. Tới lúc bọn kia lả lướt, giờ trọng khinh bạc quá đỗi thì chàng nổi giận, trừng mắt nhìn bọn chúng. Dương Tấn Đình cậy thế đông người ha hả cười: "Cha, hảo mỹ nhân, hảo mỹ nhân, tây thi cũng phải nhường nét ngọc." Không nhịn được nữa, Chu Đức Kiệt lớn tiếng: "Tử Bảo." Tên Tử Bảo hay thường xuyên thấy ấy chạy tới: "Dạ, khách quan cần dùng thứ gì?" "Gọi chủ quán, ta cần hỏi mau." Nhưng đã quen cảnh cậy thế chủ và cũng đã biết trước tình hình, tên Tử Bảo buông sóng: "Ê, chủ quán không thể ra được, còn đang bận hầu rượu Dương công tử." Đức Kiệt giận quá trừng mắt: "Nếu không gọi y ra đây, ta dạy ta bẻ quẹo mật cầu trệ của ngươi ra sau lưng." Bị cái nhìn mãnh liệt như điện, Tử Bảo tái mặt vội lùi lại mấy bước nhìn Tạ Kỳ Quang. Họ Tạ biết không thể đừng được nữa rồi, vội đẩy ghế đứng lên tới bàn của hai người, nhíu cặp mắt ti hí lại giả đò hỏi: "Dạ, khách quan cần dùng tôi có điều chi mà hung hãn thế? Nên nhớ Xuân Phong quán này là của nhà họ Dương, dễ vào mà khó ra đấy." Đức Kiệt thét: "Hỗn xược!" Đồng thời vung tay tát trúng mặt Tạ Kỳ Quang bốp một cái. Bị cái tát như trời giáng, Tạ Diện Thử văng người ra phía sau đập phải tên Tử Bảo, cả hai cùng té nhào hộc máu miệng. Bọn vệ sĩ đẩy ghế đứng cả lên định xô tới. Chu Tứ Anh cũng đứng lên, hai anh em vắt áo bảo lên lan can. Dương Tấn Đình vội quát ngăn bọn vệ sĩ: "Ôi, sao nhân huynh lại hung hăng đánh người thế? Nhưng thôi, Tứ Hải sai huynh đệ trước lại sao quen, chúng ta nên kết thân với nhau có hơn không? Nhân huynh có một mình, mà bên này thì coi kìa, phải suy tính lợi hại, chúng ta có thể chiều ý lẫn nhau cơ mà." Dương Tấn Đình vừa nói vừa đưa tay chỉ bọn vệ sĩ hung hăng đang ưỡn ngực, giang tay, miệng cười nhăn nhở khả ố, mắt tít lại nhìn Chu Tú Anh. Đức Kiệt cả giận mắng lớn: "Ai thèm huynh đệ chi với mấy đồ cậu trệ, thiên binh vạn mã ta còn không cần nữa là mấy tên nhái chúng bây. Biết điều thì rút lui êm thắm ra khỏi nơi đây để lão gia còn ngồi uống rượu. Trái lại thì chớ trách ta không biết khoan dung." Dương Tấn Đình bị mất thể diện, mặt đỏ bừng cả thẹn quát lớn: "Ha, ra con lừa này ưa nặng. Các ngươi đánh táng mạng nó cho ta, bắt kỳ được con bé kia cho ta nạp làm tỳ thiếp." Hoa Tử Năng cậy mình con tham tướng biết mấy miếng võ nghệ xông lên trước hết: "Để ta bắt thằng oắt này cho coi." Nói đoạn, Hoa Quyền nhảy vào nhè mặt Đức Kiệt thoi một đấm. Đức Kiệt mỉm cười đưa tay trái đón lấy cổ tay của Hoa Tử Năng, rút mạnh ra phía sau, khiến họ Hoa nhào qua lan can, đầu đâm xuống sông nghe tõm một tiếng kêu cứu rầm trời. Tên Chư Diện Thử Tạ Kỳ Quang cũng đã lóc ngóc bò dậy núp sau vệ sĩ hô đánh. Dương Tấn Đình và Diệp Huỳnh định chạy ra chỗ họ Tạ. Nhưng Chu Đức Kiệt sau khi kéo tay lao Hoa Tử Năng xuống sông Dương Tử đã phóng tới xách cổ túm chân Tấn Đình nhấc bổng lên cao, lao mạnh vào bọn bốn tên vệ sĩ.
Nhưng bốn tên này xông cả lên không kịp đỡ, Thành Thử Dương Tấn Đình như cây thịt rơi trúng bàn thịt đánh rầm một tiếng rồi mới rớt xuống đất. Bàn tiệc mất thăng bằng đổ ụp cả rượu thịt đè lên người họ Dương. Cùng lúc ấy, Chu Tú Anh nhấc bổng cả bàn tiện bên này, lao mạnh vào bốn tên vệ sĩ, khiến cả bốn tên bị chiếc bàn gỗ chắc nặng lao trúng, ngã đổ cành. Các thức ăn đổ lên đầy người bé bét. Thế đã xong đâu? Tú Anh nhấc nốt chiếc bàn nhỏ lao chồng vào đồng bọn, khiến cho chúng chưa kịp bỏ dậy đã bị chiếc bàn đè bẹp thêm lần nữa. Tây quân sư Quạt Mò, Tạ Kỳ Quang và mấy tên tử bảo chạy thoát ra hành lang kêu cứu. Các nhân viên trong Sơ Phong quán thấy động, liền kẻ dao người gậy, mấy chục người kéo ùa cả vào cứu cấp. Bọn vệ sĩ và mấy người bị bàn tiệc đè lên đã đứng được dậy chạy tháo ra ngoài hành lang. Vác khí giới xông vào trả thù, nhưng anh em Chu gia mỗi người hai chiếc kế đẩu, múa tít, đánh dồn cả bọn qua hành lang, rút ra ngoài, rộng rãi, dụng võ dễ dàng hơn. Bọn kia không dám ham chiến trong hành lang chật hẹp, chạy ùa cả ra ngoài. Các khách ăn trên lầu và dưới nhà thấy động vội bỏ cả ăn, vòng trong vòng ngoài đứng xem trận hỗn chiến kỳ thú. Dân Trấn Giang đang đi ra ngoài đường cũng kéo nhau vào trong Xuân Phong quán. Họ thấy bọn Dương Tấn Đình và lũ vệ sĩ y phục gấm vóc lụa là bị bê bết cả món ăn, kẻ sưng mặt, đứa thì bươu đầu, nhất là tên quân sư Quạt Mò họ Tạ, mặt vấy đầy máu, miệng răng cửa gãy trụi, chỉ huy bọn tử bảo vây đánh một trai một gái. Tuy bọn tử bảo la hét om sòm nhưng chẳng tên nào dám xông vào. Tạ Kỳ Quang nhóm nhém ôm miệng la: "Ô hay, đánh đi chúng bay, đồ ăn hại này nhát thế." Cùng lúc bốn tên vệ sĩ tức khí hoa khí giới xông vào, không thèm đánh, Đức Kiệt, Tú Anh nhắm tên Trường Vĩ Thử Ngô Định và tên Thanh Mao Thử Triệu Quang Tân đi đầu, phóng nhanh hai chiếc ghế đẩu. Hai tên đó tránh không kịp, ghế lao mạnh trúng mặt ngã lộn ngửa ra sau, máu me lênh láng. Hai chiếc ghế nữa được phóng mạnh ra, Bạch Túc Thử Mai Quý và Phong Hỏa Thử Phản Thuận, theo số phận của hai tên trước, bị trúng ghế vỡ mặt ngã nhào ra gạch, khí giới văng đi một nơi. Bỗng có tiếng người ngựa ồn ào ngoài cổng quán, người xem vội rẽ sang hai bên nhường chỗ đi. Thì ra có người về phủ riêng của Dương Tấn Đình báo, nên 20 gia tướng phi ngựa ra Xuân Phong quán cấp cứu. Thấy có cứu binh hùng hổ tới, bọn Dương Tấn Đình mừng rỡ, cả nhân viên trong quán xông vào anh em họ Chu. Nghĩ bụng bọn gia tướng này chắc đã nhiều lần cậy thế chủ nhân làm hại nhiều người lương thiện, nên đánh cho chúng một trận tơi bời cho chúng biết sợ. Đức Kiệt, Tú Anh bèn nhấc bổng các bàn lao vào đám lăng xào ấy. Những chiếc bàn nặng nề bị anh em họ Chu nhấc bổng phóng như bay vào toán gia tướng họ Dương. Hết chiếc bàn này lại đến chiếc bàn kia, bọn lang sói bị dồn cả vào góc nhà. Dân chúng đứng ngoài xem lắc đầu thè lưỡi vì thần lực của đôi trai gái anh hùng nọ. Họ thích chí vui sướng vì tên tham hoa quỷ họ Dương đã bị đàn áp nặng nề. Bọn Dương, Hiệp, Huỳnh, Tạ thấy các gia tướng bị thua, đứa thì vỡ đầu, kẻ thì gãy tay, chạy dồn vào góc nhà, thì toan chạy ra cửa ngang trốn. Nhưng Tú Anh và Đức Kiệt đã như hai con sư tử trồm tới. Chú Tú Anh nhấc bổng Dương Tấn Đình lên hét: "Dương cầu trệ, muốn sống hay muốn chết?" Tấn Đình ban đầu đã bị Đức Kiệt liệng gần chết, nay lại bị nhấc bổng lên thì sợ quá van kêu: "Ôi chăm lại nữ anh hùng, tôi hữu nhãn vô châu chất phạm tới hùm, xin nghĩ lại cho tôi nhờ." "Kêu mấy tên cầu trệ của ngươi quỳ xuống đây, ta hỏi tội mau." Dương Tấn Đình vừa gọi Diệp Phước Hoa, Huỳnh Viết Ấn, Tạ Kỳ Quang ra quỳ ở giữa nhà. Mấy tên này tuy mắc cỡ nhưng biết không thể đừng được, nên đành phải dạn dày bước ra giữa nhà, quỳ trước là cứu bản thân mình, sau là để cứu Dương Tấn Đình luôn thể. Chu Tú Anh quay đi một vòng khiến Dương Tấn Đình la chối chết mới đặt y xuống đấy, quỳ theo mấy tên kia. Trong lúc ấy, bọn gia tướng nhà họ Dương cùng chúi cả vào góc nhà len lén nhìn sợ hãi. Chu Đức Kiệt bỏ chúng đó, quay lại chỗ tứ thử vệ sĩ, xem xét thấy bốn tên này bị trúng ghế bể mặt gãy răng đau quá, nằm quằn quại trên đất, máu me đầy mặt. Chu Tú Anh bảo bọn Dương Tấn Đình: "Các người cậy giàu, cậy thế ức hiếp nhiều người, gian dâm phụ nữ thành Trấn Giang này đếm không xuể. Nay ta sanh phúc tha mạng cầu trệ cho các ngươi hối cải với các điều kiện này. Thứ nhất, đóng cửa Xuân Phong quán. Thứ nhì, phải giải tán đồng bọn, không được tụ họp ra phố, quấy nhiễu dân chúng. Thứ ba, lập đàn tràng làm chay cầu cho các vong hồn đã bị các ngươi hãm hại được siêu sinh tịnh độ. Thứ tư, bảo nhau mà gom góp tiền nong bồi thường cho các gia đình bị các ngươi hãm hại, mỗi gia đình lượng bạc. Hẹn trong 3 ngày phải thi hành đủ điều kiện. Trái lại, ta sẽ vào tận dinh tổng trấn lấy đầu, nghe chưa?" Bọn Dương Tấn Đình kêu van xin vâng lệnh hết. Muốn cho chúng sợ hãi thêm để giữ lời hứa, Chu Tử Anh nói tiếp: "Các ngươi hãy mở to mắt ra mà coi cho kỹ, có đủ sức hãy sai lời hứa. Coi đây." Nói đoạn, Tú Anh bước tới gần cây cột giữa nhà lớn, non một ôm, vận động nội ngoại công phu, co chân tả đạp mạnh. Cây cột nhà chênh hẳn sang một bên, khiến mấy chiếc rầm chính trên nóc nhà chuyển răng rắc. Mọi người đứng xem lè lưỡi sợ hãi,
tưởng nóc nhà muốn đổ sụp xuống. Chú Tú Anh bảo bọn họ Dương. Coi đấy, nếu đầu các ngươi dán hơn cây cột này thì hãy hét sai lời hứa. Ta hẹn cho 3 ngày để thi hành, nghe chưa? Bọn Dương Tấn Đình vâng dạ, mặt mũi tái mét không còn hột máu. Chú Đức Kiệt đã vào thủy đình lấy 2 chiếc võ bào vắt trên lan can đưa cho Tú Anh 1 chiếc. Hai người mặc áo vào rồi bước ra khỏi hoa viên dưới những cặp mắt thán phục hả hê của mọi người. Bọn Dương Tấn Đình xưa này hống hách, mục hạ vô nhân quen hiếp đáp, coi mạng người như ngoé. Bữa nay bị đánh một trận nhừ tử nhục nhã trước dân chúng Trấn Giang, nên thẹn uất người. Tên nào cũng len lén không dám ngẩng đầu nhìn, chờ tới lúc anh em Chu gia đi khuất mới chịu chạm đứng dậy. Đứa thì gãy răng, sưng mặt u đầu, kẻ thì gãy tay trẹo chân. Đó là chưa kể từ đầu chí chân nhơ nhớp toàn những rượu thịt gớm khiếp. 4 tên vệ sĩ xưa này quen thói phách lối dương oai diễu võ, bây giờ tên nào mặt cũng tím bầm, răng gãy, khăn võ xanh tụt đâu mất rồi, tóc rũ rượt, bề bết thịt cá tanh hồi, tiêu nghỉu như mèo cụt đuôi. Lũ 20 tên gia tướng tới sau tiếp cứu và các tên tử bảo lúc đầu tưởng lấy số đông, cậy có khí giới đầy đủ, nuốt sống địch thủ, không ngờ lại bị những chiếc bàn gỗ nặng nề do một sức mạnh phi thường liệng tới, khiến chúng té phải nhau có tới 7-8 tên bị trẹo gãy chân. Hoa Tử Năng bị rút tuột qua lan can chút đầu xuống sông ngay từ lúc khởi đầu. Y vốn không biết bơi nên bị uống nước no, nhưng may mắn là cấp cứu kịp không đến nỗi uổng mạng. Hiền một nỗi sai khớp khử tay vì bị Chu Đức Kiệt rút mạnh quá. Nằm dưới nhà bếp tới lúc anh em Chu ra đi khuất, Hoa Tử Năng mới líu díu ôm tay ló lên nhà trên, trông bộ tịch thật thiểu não. Rồi phòng quán cũng bị tai vạ lây. Trước kia lịch sự gọn gàng, trang nhã và bậc nhất thành Trấn Giang, nay bàn ghế đổ ngổn ngang, chiếc gãy chân, chiếc thì bể mặt, bát đĩa tàn vụn. Cây cột lớn chống trung tấm sơn son thép vàng bị đạp tuột từ trên bệ đá xuống, chạy hẳn ra một bên, khiến các rầm trên nắp cục hẳn xuống như muốn đổ. Dân chúng thành Trấn Giang được xem kẻ thù chung bị đánh một trận tơi bời, nên ai nấy đều hả hê hoan hỉ ra mặt. Họ kéo nhau về, kẻ bàn người tán thưởng, khen ngợi luôn miệng về tài sức của 2 vị hiệp khách từ xa tới, bất thần trừ ngay được bọn tham hoa họ Dương, tránh được nạn hiếp đáp cho toàn dân Trấn Giang. Người này truyền người kia, thế là chả mấy chốc, khắp trong thành, ngoài thành, ai nấy đều biết vụ nữ hiệp khách áo lam đại phá Xuân Phòng Quán. Hồi 3. Phong Lầu, Phàn Gia mộ người nghĩa hiệp, Hương Quán, Song Hiệp gặp bạn đồng môn. Anh em Chu gia vừa ra khỏi Xuân Phong Quán được vài chục thước thì có tiếng người gọi giật phía sau. Quý khách, quý khách! Hai người quay lại nhận ra đó là chủ trà Hương Quán, liền đứng lại chờ. Chủ quán tiến tới vái dài hai người. Thật là hảo võ nghệ, lực năng cử đỉnh, thế khả bát sơn. Tôi xin chúc mừng nhị vị vừa làm được một việc phúc đức tày trời cho toàn dân Trấn Giang. Chúng tôi phải ghi ơn công đức đó. Nhưng xin nhị vị về quán nhà, rửa mặt, rửa tay cho khoan khoái rồi hãy dạo chơi. Hội hoa đang mở luôn trong 3 ngày 3 đêm còn nhiều thì giờ mà. Chú Đức Kiệt, chú Tú Anh nhìn thấy nhiều người theo sau, bên bảo chủ quán. Được rồi, tiên sinh cứ về trước, chúng tôi sẽ về quán ngay. Xin đừng lộ hành tung của anh em chúng tôi cho ở trà Hương Quán, e mọi người tới thăm hỏi lại mất tự nhiên. Chủ quán vâng dạ đi trước. Anh em Chu gia rảo cẳng, rẽ sang đường khác, lần vào đám đông, đi vòng vèo mãi về trà Hương Quán. Chủ quán và 2 người một trai một gái vẫn võ phục đang đứng nói chuyện ở trước cổng quán. Bên gốc liễu buộc 2 con tuấn mã màu đỏ sẫm. Đức Kiệt hỏi Tú Anh. Chắc có khách trọ mới tới. Tú Anh đáp. Hình như họ chờ ai. Kìa, như là chủ quán chỉ chúng mình ấy. 2 người lặng lặng không nói gì về tới cổng quán. Đôi nam nữ tiến tới thi lễ tự giới thiệu. Tiểu đệ họ Phàn tên Thế Hùng và em gái là Phàn Mộng Liên ngưỡng mộ đại danh nhị vị nên trộm phép tới đây khinh động kính chào, cúi mong thứ lỗi đường đột cho. Đức Kiệt, Tú Anh vội đáp lễ. Đệ là chú Đức Kiệt và em ruột là Tú Anh, quán tại Bình Dương, Sơn Đông. Phàn Thế Hùng sừng sốt. Ô, té ra nhị vị là Đơn Đao Bình Dương, Chu Anh Hùng và Lam Y Nữ Hiệp Chi Gia đó à? Anh em tiểu đệ có mắt mà như không, quý vị đại danh dội vang xuống tận Giang Nam, hân hạnh ngân hạnh. Chủ quán nói với chú Đức Kiệt. Tôi vừa về tới quán nhà thì nhị vị Phàn ra đây phi ngựa tới. Phàn tráng sĩ đây tức là Phi Đao Thái Bảo và tiểu thư Song Đao Nữ người Thái An huyện. Khắp vùng này ai cũng biết tiếng, thường qua chơi ở Trấn Giang và chuyến nào cũng ngụ tại bản quán. Chú Đức Kiệt cả cười. Ồ, té ra chúng ta đồng đạo cả. Xin mời vào quán nói chuyện cho tiện. Nói đoạn, đưa tay mời anh em họ Phàn đi trước. Phàn Thế Hùng chạc 3 tuổi trở lại,
da ngăm đen, tai to mặt lớn, vóc dáng khỏe mạnh, lưng đeo bọc hành lý lộ cán cây đơn đao. Phạm Mộng Liên mặt trái xoan, mũi cao mắt bồ câu đen láy, mang bộ võ phục màu tím, dáng dấp gọn gàng con nhà tướng. Vai nàng vác hành lý và bên sườn đeo cặp song đao, tuổi trạc đôi mươi. Vào tới trong quán, Phan Thế Hùng bảo chủ quán để cho hai căn phòng. Chủ quán tươi cười. Trên lầu còn đúng hai căn phòng nữa kế cận với phòng nhị vị Chu gia đây. Chú Đức Kiện nói với Phan Thế Hùng. Nhân huynh hãy cất hành lý lên phòng. Anh em tôi cũng cần phải sửa sang lại chút đỉnh rồi ta xuống nhà uống trà nói chuyện. Chủ quán nói. Bây giờ cũng chiều rồi, nếu quý vị say rượu thì tôi sửa soạn. Phan Thế Hùng ha hả cười. Thế càng hay, chú huynh cho phép tiểu đệ được đứng chủ dưới này. Ây không được, đệ tới trà hương quán trước là chủ, nhân huynh tới sau phải là khách mới trúng lý. Dạ xin tùy ý nhân huynh dạy bảo, sao thì tiểu đệ cũng phải cúi đầu tuân theo. Sầm tối, hai họ Chu Phản bốn người cùng xuống nhà. Chủ quán đã dành căn phòng ăn nhỏ riêng cho bốn quý khách. Ai nấy đều ăn uống nói chuyện rất là vui vẻ. Chu Tú Anh và Phạm Mộng Liên, hai bạn gái rất thân mật. Phan Thế Hùng hỏi chú Đức Kiệt. Chắc là chú huynh muốn biết vì lẽ gì mà tiểu đệ tìm tới đây nhỉ? Chú Đức Kiệt gật đầu. Chính vậy đó, đệ thắc mắc lắm. Phan Thế Hùng cười. Trước là nhân huynh hơn tuổi, xin cho tiểu đệ được làm em, chứ đừng xưng hô thế trái phép có được không? Đức Kiệt mỉm cười. Được lắm, ngũ huynh rất thực thà. Tiểu đệ từ Thái An huyện lên Trấn Giang vừa tới bến thì thấy mọi người đổ xô vào Xuân Phong quán. Vốn dĩ tiểu đệ biết quán ấy là do tên tham hoa quỷ Dương Tấn Đình lập nên. Nay thấy nhiều người chạy vào đó, tiểu đệ nghi nay tới việc y hay hiếp đáp người nên có ý vào xem và tiếp tay ai đó bị hãm trong quán ấy luôn thể. Không ngờ lại được mục kích trận đại náo Xuân Phong quán thật là hào hứng. Về sau lúc nhị vị ra cứu, tiểu đệ muốn theo bái yết ngay, nhưng người xem đứng ngoài đông quá, tiểu đệ bị kẹt. Chen ra tới ngoài thì nhân huynh và Chu nữ hiệp đã đi đâu mất rồi. Hỏi thăm xung quanh thì người ta nói thấy nhị vị nói chuyện với chủ quán trà hương là người tiểu đệ cũng quen. Bởi vậy anh em đệ mới tìm tới đây và biết nhị vị trọ quán này. Tên cẩu trệ Dương Tấn Đình cậy thế cha nó làm tổng trấn, xàm hãm phụ nữ đã nhiều lắm. Chị thế cũng là còn nhẹ, đáng đời cho nó. Chú Đức Kiệt nói. Giết y thì cũng không được việc chi, tha cho y toàn mạng để bồi thường cho các nạn nhân về trước của y thì còn có lợi hơn. Phan Thế Hùng lắc đầu. Cũng chưa chắc. Dương Tổng Trấn rất nuông chiều Dương Tấn Đình, chưa biết chừng y sẽ huy động nhiều người lục sát bắt nhị vị để trả thù đấy. Thật ra, họ Dương không biết rằng con y gây nên tội ác, nhưng Tấn Đình lợi dụng lòng thương của cha bịa đặt rằng y bị nhị vị cậy có võ nghệ náo Xuân Phong quán chẳng hạn. Tiểu đệ nghe nói Dương phu nhân thường hay che chở cho hắn, tòn hót nhiều điều với chồng. Chu Tú Anh cười. Việc đó không khó. Chúng tôi sẽ có biện pháp chống lại rất dễ dàng và khiến chúng phải suy nghĩ nhiều. Phản Mộng Liên nói. Năm nào tiểu muội cũng cùng gia huynh lên Trấn Giang chơi mà may mắn không gặp được bọn Dương Tấn Đình chuyến nào cả. Chu Tú Anh nói. Nhị vị thừa sức đối phó bọn chúng, giá chi bọn côn đồ. Rất lạ một nỗi là thị trấn lớn như Trấn Giang này mà không có một tay võ dòng nào can thiệp để chúng hoành hành mãi thế, khó chịu quá. Giang Nam đất rộng người nhiều, thiếu chi anh hùng liệt nữ. Phan Thế Hùng nói, suy luận thế đúng lắm, tại Trấn Giang có mấy họ võ nghệ chân môn thiếu lầm tự, song lè mấy họ này từ đời nọ tới đời kia ở thị trấn này lâu lắm rồi. Gia đình họ hàng đông nên có vẻ phần e nể quan tổng trấn không dám thẳng tay. Hơn nữa Dương Tấn Đình cũng không bao giờ đụng chạm tới họ nên họ không có dịp hành động. Nhưng lưới trời khó thoát, hôm nay gặp phải nhị vị. Trừ những hiệp khách giang hồ, người Trấn Giang này ai mà dám đại náo Xuân Phong quán. Chu Đức Kiệt hỏi, Phan Hiền Đệ sánh quán tại Thái An huyện cách đây bao xa? Lập gia đình chưa? Đến Trấn Giang có việc chi? Thái An huyện lớn lắm, ở ngay dọc Trường Giang, cách Trấn Giang chừng 200 dặm, thủy bộ đều có đường đi. Nếu có dịp qua đó, nhân huynh cứ hỏi nhà họ Phan thì ai cũng biết. Nhà còn lão mẫu, riêng phần tiểu đệ thì mới lập gia đình. Sở dĩ muộn như vậy là vì tiểu đệ ưa thích tập luyện võ nghệ, giao du đây đó học hỏi thêm. Về sau lão mẫu buồn phiền ép buộc gắt quá, nên mới phải chiều ý người cho khỏi mang tội thất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Anh em tiểu đệ hàng năm lên Trấn Giang để thăm mấy người vào hàng thúc phụ cùng môn phái. Nhưng chuyến này thì sẽ đi Dương Châu thăm cô mẫu luôn thể. Chú Đức Kiệt gật đầu. À, thế ra Hiền Đệ xuất thân từ thiếu lâm phái à? Dạ, cũng như cố gia phụ. Phụ thân của tiểu đệ trước đây có theo học tại Tung Sơn, tỉnh Phúc Kiến. Bởi vậy mới truyền nghề cho đệ và Mộng Liên. Gia phụ mất vừa mới mãn tang, cho nên tiểu đệ vẫn có ý muốn lên thiếu lâm tự một phen. Nhưng gia mẫu thì lại không ưng thuận.
Chu Tú Anh nói. Như vậy cũng chân truyền rồi, miễn là Phàn huynh thâu nhậu được tài nghệ của bá phụ. Phàn Mộng Liên nói đỡ. Anh em tiểu muội chập chững, gọi là theo đòi được chút đỉnh, so sánh làm sao được với các bậc tiền bối, bởi vậy luôn luôn muốn học hỏi thêm. Như lúc ban chiều, Hiền Tỷ dùng nội ngoại công đạp trạch hẳn một cây cột lớn ở giữa Xuân Phong quán. Đó là một công phu không những cần phải chân truyền mà còn đòi hỏi phải nhiều năm tập luyện. Chu Tú Anh cười. Phàn Hiền Muội thao thao bất tuyệt, chắc có đọc qua võ thuật từng thư giảng về công phu đó phải không? Cố gia phụ có giảng qua, nhưng chính người cũng chưa hấp thụ được công phu cao siêu ấy. Tiểu muội còn nhớ gia phụ một hôm có nói rằng, trong khắp lãnh thổ Trung Nguyên chỉ có 6 người sử dụng nổi lối nội ngoại thần công thuật là Bát Ma Tổ Sư ở Tây Tạng, Huyền Vân Trưởng Lão ở Cửu Huyền Sơn Quan Ngoại, Đức Võ Đạo Nhân, đồ đệ của Huyền Vân Trưởng Lão. Ba vị này thì một người ở cực Tây, hai người ở Hoa Bắc, còn ba vị dưới đây ở Hoa Nam. Chiêu Đức Thiền Sư ở Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, Thượng Thái Thiền Sư ở Bạch Hạc Long Sơn Vân Nam, Thiết Cước Đạo Nhân ở Động Đình Hồ. Và bây giờ phải kể cả Lam Y Nữ Hiệp, tổng cộng là 7 vị, có đúng không? Nữ Hiệp tất biết rõ hơn chúng tôi. Chu Tú Anh nhìn Chu Đức Kiệt và anh em Phàn ra cười, nín thinh. Phàn Mộng Liên ngạc nhiên không hiểu. Tiểu muội nói sai chăng? Xin chỉ cho được biết rõ. Chu Tú Anh nói. Phàn Hiền Muội nói rất đúng. Bát Ma Tổ Sư và Huyền Vân Trưởng Lão cùng học một thầy thì trưởng lão đã tịch rồi. Đức Võ Đạo Nhân hiện thay thế trưởng lão tu ở quan ngoại. Người là thúc phụ cũng là sư phụ của chúng tôi. Không phải riêng mình tôi, nhưng gia huynh Chu Đức Kiệt đây cũng là thâu nhận được công phu lớn lao ấy đấy. Phàn Mộng Liên nghe nói, vội đứng dậy bước tới quỳ xuống trước mặt Lam Y Nữ Hiệp. Mộng Liên này có mắt mà không biết nhận xét. Chủ nữ hiệp và hạng sư phụ, tôi thật là đáng tội, xin người tha lỗi. Chủ Tú Anh vội tránh sang bên, nâng Phàn Mộng Liên dậy. Ấy chết, sao Hiền Muội lại hành động như vậy, khiến tôi khó xử. Chúng ta chẳng qua như hai chị em. Còn vấn đề võ thuật công phu, tôi may mắn hơn và được bước trước nên tạm gọi là tiến xa hơn chứ có gì đáng kể đâu. Chu Đức Kiệt nói. Chúng ta đây như anh em một nhà, Phàn Muội chớ làm mất tự nhiên của bữa ăn thân mật. Khi xưa đời Tống, Hoa Hoàn Thượng Lỗ Chí Thâm vươn tay uốn mình nhổ bật hẳn cây liễu lên, sức lực đó mới là đáng lưu danh muôn thuở. Phàn Thế Hùng lắc đầu. Chư huynh nhún nhường dạy vậy thôi, cây cột chính ở Xuân Phong Quán nặng hơn cây liễu nhỏ của Lỗ Chí Thâm nhiều vì sức nặng của mái nhà dồn cả vào cây ấy. Làm Y Nữ Hiệp đứng độc cước tấn, dùng chân đá bật hẳn cây cột lớn nhường ấy sang bên. Còn Hoa Hoàn Thượng lúc nhổ cây dương liễu, tọa bộ trung bình tấn sau chuyển sang nghịch mã tấn, đồng thời chuyển mình mới nhổ nổi cây. Hồi còn sinh thời gia phụ có nói nhiều về công phu này, nhưng có ghi chú rằng không phải người nào cũng đạt nổi thuật cao siêu này. Chu Đức Kiệt nói. Phàn Hiền đệ nhớ lắm. Bây giờ ta có thể lên Tung Sơn tập luyện được. Nhưng gia muội được theo thầy lên núi sớm thì không nói làm gì. Còn tôi mãi năm 25 tuổi mới được thâu nhận đấy. Rừng văn biển võ, có chí thì nên. Anh em họ Phàn đờ người ra như nhớ tiếc hay mong muốn một sự gì khó thành công đối với họ. Chu Tú Anh vội nâng chén vui vẻ. Ơ kìa, mày chuyện trò quên cả uống rượu. Nào xin mời uống cho say, Quốc Khánh Hoa Đăng đại hội mà.